Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng Emin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Bruno Fernandes sánh ngang Ronaldo tại Ngoại hạng Anh. Bruno Fernandes là chùm chọc khe tại Ngoại hạng Anh. Greenwood hồi sinh nhờ bạn gái hở bạo nhất MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Fernandes là chùm chọc khe Ngoại hạng Anh, giỏi cả chuyền lẫn nhận bóng. Bruno Fernandes đã có một năm 2020 hết sức nổi bật với bóng đá Anh. Gia nhập MU đầu năm trong lúc phong độ của câu lạc bộ này phập phù. Sự có mặt của Bruno Fernandes mang lại một chuỗi trận bất bại cho Quỷ Đỏ và góp phần vào thành tích hạng 3 Premier League lẫn vào bán kết FA Cup và Europa League mùa giải 2019-20. Với Bruno Fernandes trong đội hình, MU đã vượt qua khởi đầu không tốt mùa này để vươn lên vị trí thứ 3 và thậm chí báo giới đã nói tới khả năng cạnh tranh chức vô địch. Khả năng xuyên phá các hàng thủ đông đảo là một vấn đề khó cho MU cho tới khi Fernandes gia nhập. Và cầu thủ người Bồ Đào Nha giờ đã nằm trong top những tiền vệ tấn công hàng đầu của bóng đá Anh. Thậm chí, theo một thống kê của tờ báo uy tín The Atlantic với dữ liệu cung cấp bởi hãng thống kê Sportlogic, Fernandes nằm trong top 3 cầu thủ chọc khe tốt nhất bên cạnh Che Adam của Southampton và Mohamed Salah của Liverpool. Fernandes và Adam hiện cùng có 5 lần chọc khe thành công đưa đồng đội thoát xuống đối mặt thủ môn, trong số đó đã có 3 lần được chuyển hóa thành bàn trong tổng số 5 kiến tạo của Anh. Trong khi đó, Che Adam đã có 4 kiến tạo, thì tới 3 lần là từ các quả chọc khe của Anh. Salah có 3 lần chọc khe thành công và cả 3 đều đã được chuyển hóa thành bàn. Mới nhất là bàn thứ 2 của Roberto Firmino trước Crystal Palace. Trong các cầu thủ có nhiều hơn 1 lần chọc khe thành công, Hector Bellerin xếp sau Salah khi cùng với Matheus Pereira, Stone Armstrong và Tommy Alderweireld mỗi người có 2 lần. Ngoại trừ Alderweireld thì 3 cầu thủ còn lại đều đã có 2 kiến tạo thành bàn thắng ở Premier League. Theo đánh giá của The Atlantic, không chỉ khả năng chọc khe mà cả khả năng di chuyển và tìm khoảng trống để xâm nhập để đón chọc khe của Fernandes cũng rất giỏi. Anh đã có 10 lần thoát xuống từ các đường truyền như vậy. Trong khi xếp trên Fernandes là các cầu thủ tấn công hàng đầu, đó là Anthony Martial với 14 lần, Sadio Mane 12 lần, Kai Havertz, Raheem Sterling và Gabriel Jesus cùng 11 lần. Solskjaer đạt thành tích ấn tượng trong năm 2020. Đã có thời điểm ở mùa giải này, HLV Solskjaer hứng chịu chỉ trích dữ dội. Thậm chí, Solskjaer còn đứng trước áp lực bị sa thải bởi thành tích đi xuống của MU. Tuy nhiên, bất chấp những gièm pha, chiến lược gia người Na Uy đã kết thúc năm 2020 với vị thế của một huấn luyện viên xuất sắc thứ hai Ngoại hạng Anh. Chỉ có huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool là có thành tích tốt hơn Solskjaer ở Ngoại hạng Anh trong năm 2020. Klopp thắng 25 trên 35 trận và để thua 4. Trong khi đó, Solskjaer xếp ngay sau với 20 chiến thắng sau 33 trận, hòa 7 và thua 6. Xếp thứ 3 trong danh sách của các huấn luyện viên giành nhiều điểm trong năm 2020 là Pep Guardiola, người cùng thắng 20 trận như Solskjaer nhưng thua nhiều hơn 1 trận. MU cân nhắc bán 6 cầu thủ. Mùa hè vừa qua, Manchester United đã tống khứ hàng loạt cái tên khỏi Old Trafford như Alexis Sanchez, Andreas Pereira hay Chris Smalling. Nhưng hiện tại, đội hình của họ vẫn đang rơi vào tình trạng quá tải với sự góp mặt của quá nhiều người thừa. Theo truyền thông Anh, thị trường mùa đông 2021 mở cửa chính là thời điểm thích hợp để MU thanh lọc đội hình. Có 6 cầu thủ đang thuộc diện cân nhắc để thanh lý của MU, bao gồm Paul Pogba, Jesse Lingard, Sergio Romero, Marco Rojo, Timothy Fosu-Mensah và Phil Jones. MU nhắm Murray để nâng cấp cho Fred và McTominay. Man United đang có ý định chiêu mộ tiền vệ Declan Rice của West Ham. Anh được cho là một sự nâng cấp mạnh mẽ cho tuyến giữa của Quỷ Đỏ so với cặp đôi Fred và Scott McTominay. Man United vẫn đang thực hiện công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình dưới triều đại huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Thời gian qua, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã mang về một số chữ ký đầy chất lượng, bổ sung ở cả 3 tuyến. Tuy nhiên, với tham vọng phục hưng và cạnh tranh danh hiệu, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ với thượng tầng đội bóng. Vì lẽ đó, MU hứa hẹn sẽ mang về thêm nhiều chữ ký mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021. Hiện tại ở hàng tiền vệ, Quỷ Đỏ đang có nhiều gương mặt giàu tiềm năng. Tuy nhiên, nếu Paul Pogba ra đi, có thể khiến cho khu trung tuyến của họ thiếu sức chiến đấu và sự sáng tạo. Rice hiện đang là tiền vệ hot nhất tại giải Ngoại hạng Anh lúc này. Cầu thủ 24 tuổi có thể chơi được cả trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Những điều này khiến ngôi sao của tuyển Anh được đồn đoán sẽ trở lại mái nhà xưa Chelsea. Tuy vậy, không chỉ có Chelsea mà Man City và cả Man United cũng đang theo sát cầu thủ người Anh. Các phẩm chất của Declan Rice được cho là phù hợp với tham vọng của nhiều ông lớn hiện nay. Cựu cầu thủ Jonah Hudson cho rằng Rice sẽ hợp với MU hơn là Man City. Tôi nghĩ Rice tốt hơn cả McTominay và Fred. Bruno Fernandes quá hay và hiện là cầu thủ tốt nhất của MU trong tháng 12. Pogba thì chẳng ai biết cậu ta bùng nổ được hay không, cậu ta khá bất thất thường. Rice sẽ là một bản hợp đồng cực tốt cho Man United.
Còn với Man City, tôi nghĩ Rodri cũng chưa thể hiện được đúng những gì người ta kỳ vọng. Tôi nghĩ Rai vẫn có thể lọt vào đội hình của Pep Guardiola. Cả Oli và Pep sẽ thích có Rai trong đội hình. Cậu ấy tốt hơn những cầu thủ tuyến giữa của hai đội bóng này. Tất nhiên, khả năng cậu ấy tới Chelsea vẫn là rất cao. Lampard luôn ngưỡng mộ cậu ta, tôi nghĩ Rai bây giờ phải có giá tới 80 triệu bảng. Đây là thử thách đối với một đội bóng nào muốn có cậu ấy. Greenwood hồi sinh nhờ bạn gái hờ bạo nhất MU. Tiền đạo Greenwood bước vào mùa giải năm nay trong sự kỳ vọng cực lớn từ người hâm mộ. Màn trình diện ấn tượng ở cuối mùa trước của Greenwood đã không chỉ giúp MU cán đích thành công trong top 4 Premier League mà còn mang cơ hội khoác áo đội tuyển Anh tới sản phẩm của lò đào tạo Quỷ Đỏ. Sự tiến bộ chóng mặt của ngôi sao sinh năm 2001 đã được đền đáp xứng đáng khi anh có lần đầu góp mặt trong danh sách tập trung đội tuyển Anh cho chiến dịch UEFA Nations League. Thế nhưng, khi tất cả đang chờ đợi sự bùng nổ của chân sút này thì điều bất ngờ lại xảy ra. Scandal liên quan đến gái làng chơi đã khiến cả Greenwood và người đồng đội cùng trang lứa Phil Foden bị trục xuất khỏi đội tuyển Anh theo yêu cầu của FA. Kể từ đó, Greenwood chỉ như một cái bóng của chính mình khi liên tục vi phạm kỷ luật MU hay gặp những chấn thương lãng xẹt. Thậm chí, ngay cả khi Foden được tha thứ và gọi lại lên đội tuyển Anh, người hâm mộ MU vẫn không thấy tên Greenwood trong danh sách triệu tập bởi đơn giản, chân sút này đã quá bỏ bê trong tập luyện và đã ảnh hưởng tới phong độ bản thân. Tuy nhiên, mọi thứ đã dần tươi sáng hơn dành cho tài năng trưởng thành từ học viện MU. Chuỗi ngày phải ngồi xem đồng đội thi đấu chấm dứt và Greenwood dần được huấn luyện viên Solskjaer tạo cơ hội ra sân nhiều hơn. Tất nhiên, tiền đạo người Anh vẫn chưa thể lấy lại được 100% khả năng như hồi cuối mùa trước, nhưng ít nhất người ta vẫn chứng kiến sự khát khao trong mỗi lần cầu thủ này được tung vào sân. Có thể nói, sự hồi sinh của Greenwood còn đến nhờ vào chuyện tình cảm cá nhân của anh. Sau quãng thời gian khá dài chia tay, Greenwood và cô bạn gái Harriet Rosen đã có màn tái hợp bất ngờ như cách cặp đôi này cắt đứt mối quan hệ. Trên trang cá nhân của Harriet Rosen dễ dàng bắt gặp hình ảnh Greenwood và những bài viết có gắn thẻ tên cầu thủ này. Cô nàng được mệnh danh là siêu vòng 1 đã thể hiện tình cảm với bạn trai theo nhiều cách khác nhau, nhưng rõ ràng tâm lý của Greenwood đã tốt hơn rất nhiều khi ở bên cô gái bạn gái nóng bỏng. Giờ đây, các cổ động viên MU chỉ còn chờ đợi vào một màn trở lại bùng nổ hơn từ Greenwood bởi đã khá lâu, Van Persie 2.0 chưa tạo ra một điểm nhấn đáng nhớ trong các trận đấu mà anh được ra sân cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Man United phải trả giá vì quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes. Có quá nhiều điều để nói sau khi chứng kiến trận đấu trên sân King Power trong ngày Boxing Day. Trận đấu này không có quá nhiều điều đặc biệt và bạn sẽ không phải quá lo lắng vì bỏ lỡ điều gì đó nếu như vô tình ngủ gật trong khoảng 25 phút hoặc lâu hơn. Cả hai đội đều đã có những kết quả tốt trong mùa giải này nhưng màn trình diễn tại King Power của họ lại không hoàn toàn đủ sức thuyết phục. Leicester City và Manchester United đều không có cho thấy sự ổn định. Cả hai đều thi đấu ấn tượng mỗi khi xa nhà và thường xuyên bùng nổ trong hiệp 2. Manchester United đã thắng 6 trận trên sân khách tại Premier League. Song, trước Leicester City, họ vẫn bị cầm hòa dù đã có 2 lần vượt lên dẫn trước. Brendan Rodgers và Ole Gunnar Solskjaer đã chỉ đạo các học trò chủ động tấn công trong những trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, trong ngày Boxing Day, hai bên đều tỏ ra thận trọng. Manchester United đã thi đấu giống như cách họ đã áp dụng ở cuộc chạm trán với Chelsea và Man City, đó là tận dụng những tình huống phản công. Để thực hiện lối chơi đó, Red Devils cần đến sự sáng tạo của Bruno Fernandes. Nói chính xác hơn, họ đang phụ thuộc quá nhiều vào tiền vệ người Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes tạo ra nhiều cơ hội ngay từ những phút đầu bằng việc xuất hiện bên cánh trái rồi tung ra đường truyền cho Marcus Rashford. Ngay từ phút thứ hai, Manchester United đã khiến khung thành của Kasper Schmeichel trao đảo. Đáng tiếc, chàng trai 23 tuổi lại đưa bóng đi quá cao. Đến phút thứ 23, pha chạm bóng tinh tế của Bruno Fernandes đã trở thành đường kiến tạo để Marcus Rashford mở tỷ số. Sang hiệp 2, chính tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giúp Manchester United dẫn trước 2-1. Như vậy, kể từ khi cập bến Old Trafford vào tháng 1 năm 2020, Bruno Fernandes đã trực tiếp tham gia vào hơn một nửa trong tổng số 60 bàn thắng của Red Devils bằng cách ghi bàn hoặc kiến tạo. Đây chính là con dao hai lưỡi đối với một đội chủ sân Old Trafford. Về mặt tích cực, điều này đã chỉ ra rằng Bruno Fernandes là một cầu thủ đẳng cấp với khả năng chơi bóng tuyệt vời. Song, nhìn ở góc độ tiêu cực, Manchester United đang phụ thuộc quá nhiều vào cự sao Sporting Lisbon. Phong độ xuất sắc của Bruno Fernandes không thể giúp đội bóng của anh giành chiến thắng tại King Power. Trong một tháng mất tập trung, hàng phòng ngự của Red Devils đã để lộ quá nhiều khoảng trống, tạo cơ hội cho Jamie Vardy tung ra cú dứt điểm. Điều đó cho thấy rằng, dù đang sở hữu một Bruno Fernandes đặc biệt nguy hiểm nếu được phép chơi tự do, kết quả của Manchester United vẫn do 2-3 cầu thủ quyết định, đó là những người thường xuyên mắc sai lầm khó giải thích. Xét về điều này, Manchester United không đơn độc, bởi Leicester City cũng sở hữu một hàng phòng ngự chưa đem lại sự yên tâm tuyệt đối. Nếu mọi chuyện không được giải quyết, cả hai đội không thể nghĩ đến chức vô địch mà Liverpool chính là đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!